Hello, xin chào mọi người. Hôm nay shop đồng hồ siêu nhược thủy trên nail của em sẽ lên video là ngày 13 tháng 8. Và cách thức mua hàng của bên em là chuyển khoản cọc chốt đơn từ 100, 200, 300, 500 đến 1 triệu tùy theo đơn đặt hàng của mình giá trị như thế nào. Bên em sẽ báo số tiền cọc. Về máy, em sẽ bảo hành máy cho mình là 1 tháng. Hàng sim không bảo hành nước. Em chỉ hỗ trợ làm ron chống nước theo yêu cầu. Không yêu cầu là em sẽ để nguyên bản. Và khi nhận hàng, mình nhớ quay video giúp em nha mọi người nha. Không có video thì những vấn đề về mất hàng, sai hàng, bể hàng, lỗi hàng, bên em sẽ không có giải quyết được khi không có video mở hàng. Và em sẽ dán tem nhắc mình ở đầu hộp nha. Rồi về chống nước thì em chỉ hỗ trợ làm ron chống nước theo yêu cầu và sẽ bàn giao cho mình bằng một cái video test nước. Sau cái video test nước, bên em sẽ không có trách nhiệm bảo hành, hoặc mình có thể tự đi ra ngoài làm giúp em nha. Tại vì hàng si bên em bán rẻ rồi thì sẽ không bảo hành nước. Và những con này thì nó đã sẵn có chỉ số chống nước của hãng rồi, thì mình chỉ cần kiểm tra lại là được. Vì hàng si qua sử dụng thì mình phải kiểm tra lại. Số tài khoản em để trên bảng là 3 số, mình có thể chuyển qua số nào cũng được. Khi chuyển khoản ghi nội dung giúp em, cọc mã nào, thanh toán mã nào, hoặc là số điện thoại mình đã gọi cho em. Số điện thoại em để trên bảng là 496 đuôi, mình có thể nhắn tin hoặc gọi điện. Thời gian check đơn của bên em là từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Sau 10 giờ em chỉ nhận điện thoại, nhận tin nhắn chứ không nhận cuộc gọi nha. Còn trễ hơn nữa thì sáng ngày hôm sau em sẽ trả lời, mình để lại tin nhắn giùm em là được. Đó, rồi bây giờ em lên mã đầu tiên. Mã hôm nay em lấy sẽ là mã V. Mã V1. Like bữa nay cũng sẽ em sẽ xả hàng dần, sell hàng dần luôn. Rồi mã V1 em lên một chiếc của nhà Jun Tran Thụy Sĩ, full box như thế này cho em. Hộp sổ đầy đủ đờ mi. Đó, Sweet Moss. Mặt hai lòng, dây đờ mi, khóa gầy thông minh, tay nào cũng vừa. Nắp sau như thế này. Size 31,8. Mặt hai lòng size 31,8 Jun Tran đờ mi. Đó. Rồi full box như thế này, Thụy Sĩ cho em nha, độ mới cao. Em đang sale cho mình còn 500. 500 hàng có bóc luôn, quá rẻ. Mã chiếc này là mã V1. Lên cho em mã V2. V2 em lên cho mình một chiếc của nhà Sacni hiệu nè. Con này dây silicon thể thao nha. Vỏ đúc luôn, vỏ thép, không rỉ. Mặt ở trong là màu dạng xám chuột mà cọc số. Cái cọc số màu xám chuột, mặt trắng cho em nha. Sacni nè. Size 42, hàng nội địa cho em, máy Nhật. Đó, khóa inox cho em như thế này, khóa xịn, khóa zin. Dây cao su thể thao chống thấm mồ hôi, đằng sau nắp vặn ren chống nước Senestis. Còn nguyên tem luôn mọi người. Con này rất là chắc chắn nè. Nó là dạng dây cao su đầu ôm luôn nha. Lên tay cực ôm, thể thao chống nước nữa. Rẻ cực kỳ luôn, 380 cho em mã V2. Lên cho em mã V3. V3 nha, em xả cho mình con này luôn. Đây, một chiếc đồng hồ của nữ hoàng Elizabeth. Cái phần ngoài này là làm bằng dạng vỏ đá. Size ngang 22,8, dọc là 26,7. Dán dây quý tộc có hoa văn của thời Pháp nè. Thời Pháp với thời Anh gì á. Có cái gương để soi nha. Và đây đồng hồ là mở ra xem giờ, cọc số học trò, kim lộc. Đó, bình thường nó sẽ đeo như một chiếc lắc thời cổ á, có hình nữ hoàng Elizabeth rất là đẹp hồi trẻ nè. Rồi nắp sau như thế này cho em luôn. 650, bữa nay em xả cho mình còn 450 cái chiếc Elizabeth này, độ mới cực căng. Mã chiếc này là V3. Rồi lên cho em mã V4. V4 nha, em xả cho mình tiếp tục con này.
Chiếc này là Sonea Automatic dạng niềng băm. Mọi người thấy cái dáng cái phần mà cái càng không? Cái càng nó ôm vào hai bên trên dưới như thế này. Đó, núm là núm đá xanh nè. Nắp vặn ring chống nước Senesis chống nước 5 ATM. Size 42,3. Size 42,3 cho em nha. Dây và khóa là em thay kim xanh navy lộ tim. Màu của nó là cái màu cọc số là giống dòng Fenmuller. Bữa trước em bán con này 1,3 triệu, bữa nay em xả 1 triệu. Cơ xịn của nhà Sonnen thương hiệu Nhật. 1 triệu cho em có con cơ rồi, trời ơi nó rẻ. Mã chiếc này là mã V4. Lên cho em mã V5. V5 em xả tiếp tục con gu xì nè. Về hai con, bán hết một con rồi, còn một con bị vía vang nè, nằm yên. Em xả vía cho mình con này. Ây đồ bà mẹ ơi. Full box cho em như thế này. Rồi hộp ngoài cho em nha. Đầy đủ bóc hết luôn rồi. Cái bóc này hết 300 rồi đó, không có rẻ đâu. Đâu rồi? Đây. Sách đi tặng cho em luôn. Rất là uy tín, tính uy tín tiêu chuẩn luôn. Đây, túi khăn bóng nha. Có sổ đầy đủ, hộp ngoài hộp trong, bản thép đúc. Bản thép đúc không rỉ toàn thân. Cực kỳ đẹp luôn. Đẹp chưa? Đó, này mấy chị mà thích màu trắng nè, thích kiểu thanh khiết á, size 29,2 cả viền cho em. Núm dập hiệu. Dây chưa bóc keo nha mọi người. Dây dạng khóa bấm vô như thế này chưa bóc keo nè. Dập hiệu cho em luôn, chưa xé siêu xài nên dây còn rất dài. Nguyên tát cho em như thế này. Rồi ở đằng sau nè, ở đằng sau số seri như vậy cho em. Senesis chống nước 5 ATM, số seri đầy đủ nha. Đẹp cực kỳ luôn. Cực đẹp luôn cho em nha. Đây, dây là dây đúc dạng bắt ốc qua như thế này. Đẹp cực. Lên tay nè. Đơn giản mà cái mặt là chính cái hiệu luôn. Cực kỳ đẹp. Hả? Rồi em xả luôn. Em xả luôn nha. 1,4 triệu. 1,6 triệu em xả 1,4 triệu nè. Mấy này là em xả đi đẻ nè. Đó. Full hộp cho em. Mã chiếc này là mã V5. Lên cho em mã V6. V6 em lên một chiếc của nhà Credival EW bản silicon nha. Bữa trước em lên bản thép. Con này là bản dây silicon xanh navy. Full box. Sổ nằm đây nè. Có một cái túi nữa. Túi của nhà Carnival. Đây. Đó, chính hãng nha, đồng hồ top á, đồng hồ mà lên top đầu tiên ở trong trong top mà 20 cái hiệu đồng hồ nổi hơn năm 2024 nè. Size ngang 43 em đo cả rìa. Đo viền trong là 40 398, dọc là 44,5, không đo càng. Luôn càng là 48. Dáng này là giống Hulot với lại Bentley Philip ấy nha. Mặt bên trong nè là xanh navy cho em, màu cực đẹp nha. Ngửa tới ngửa lui màu nó sẽ sáng đậm theo ánh sáng. Và có sọc ngang cho em như hiệu đằng trên đây. Y chang cái con mà hôm qua em lên bản thép vậy. Nhưng mà này là bản dây silicon chống thấm. Support. Khóa zin dập hiệu cho em. Còn nguyên siêu chưa bóc. Tát còn nguyên, hàng chính hãng, bản cơ, máy dập bên đằng sau chính hãng cho em. Nắp vặn ring chống nước. Số seri đầy đủ, chống nước 5 ATM, núm zin chưa bóc keo. Cọc kim nha, dạ quang, một góc lịch 3 giờ, automatic có hỗ trợ có tay. Viền là đá baroque vuông xoàn cho em, siêu đẹp. Cực đẹp. Rồi full box như thế này. Em xả 2,5 triệu. Chiếc này là 2,5 triệu nè. Đó. Không lợi nhuận, 2,5 triệu cho em. Mã V.
V6 cho em mã V. V7. V7 em lên một chiếc của nhà Longines. Longines phiên bản cơ cốt cổ nha. Cơ cốt cổ vỏ bọc vàng núm zin cho em, con này máy zin nguyên về chạy luôn. Đấy, đằng sau số series cơ cốt cổ. Trung bình một ngày mình lên cốt một lần giúp em nha, hàng cổ vintage. Đó, kim vàng, cọc vàng. Này không phải đồng hồ pin cho nên là mỗi ngày lên cốt thôi, khỏi phải hao cái gì hết trơn. Size 18,5. Khóa và dây là em thay. Cơ cốt cổ bọc vàng Longines. Rồi chiếc này em bán cho mình 750, Longines chính hãng luôn. Mã chiếc này là V7. Lên cho em mã V8. V8 em lên một chiếc của nhà Russie. Hôm trước em lên bản mặt trắng, bữa nay em lên bản mặt đen nha. Có cái biểu tượng Russie inox, nó chạy tự do 360 độ ở trong mặt. Ở trong đây là một cái túi Russie vi bóng và sổ, hộp ngoài hộp trong đầy đủ, kèm thêm một cái túi giấy như hồi nãy em lên nữa. Đấy, y chang như vậy, túi Russie full bóc hộp cho em. Khóa zin dập hiệu cho em của nhà Russie, dáng vuông, size ngang là 299, dọc là 372. Chiếc này nam nữ đeo được hết, nam cũng đeo được luôn. Tại vì cái dáng của nó dễ đeo, dáng dạng hàng hiệu, không quá cầu kỳ, không có đính hộp đính đá, dễ đeo nên nam nữ gì đeo được hết. Rồi bên trong này nhìn kỹ giùm em cái mặt nha. Đây, nhìn kỹ giùm em cái mặt nè. Chính cái đốt kim sẽ là có chữ R của Russie. Và cái chữ Russie này, cái biểu tượng xích khét Russie này, nó sẽ chạy tự do. Và hai cái kính này không liên quan đến nhau nên nó không chạm kim nha. Đó. Rồi hiệu nằm ở vị trí 12 giờ, kính Krista. Xung quanh là dập full hiệu, không phải in nha, dập nha. Và thép đúc cho em như thế này, núm zin. Ở đằng sau nè, nguyên tem. Nguyên tem dạng bắt ốc. Dây là dập hiệu zin, ở ngoài là dây dạng dây da giải á, dập hiệu như thế này hết cho em luôn. Đẹp chưa? Nam nữ dùng chung. Đây, lên tay cho em như thế này. Đó. Rồi Russie cho em luôn. 1,6 triệu. Mã chiếc này là V8. Lên cho em mã V9. V9 em lên một chiếc của nhà Rolex. Rolex Auto nè, con này em bị vía nè. Xả vía cho mình luôn. Khóa zin dập hiệu cho em nha, của nhà Rolex. Size 41, 40,8 là 41. Niền xoay được cho em. Kính là kính lúp. Một góc lịch 3 giờ, Rolex hàng second hand trong kiện về, sử dụng máy trắng. Cọc kim dạ quang, kim lọc đỏ cho em. Núm vặn cổ chai, núm zin, dây thép đúc. Khóa gài đằng sau như thế này. Khóa là khóa đúc đặc luôn nha mọi người. Đó, khóa đúc đặc là biểu tượng dập hết các thông số nằm trong này cho em luôn. Rồi nắp sau, nắp vặn ren chống nước. Đó, nắp vặn ren chống nước cho em như thế này. Rồi lên cho em chiếc Rolex cơ automatic có hỗ trợ có tay, bán bằng giá tiền đồng hồ pin luôn, 900. 900 cho em mã chiếc này là V9. Lên cho em mã V10. V10 em lên một chiếc của nhà Aurelia lụa. Aurelia lụa cho em full box như thế này. Full box hộp như thế này nha. Chiếc này là vỏ nó bằng đá. Vỏ nó bằng đá cho em, đeo không có chày. Size chiếc này là size 27,3, dọc là 35, kính giác cạnh kim cương. Đó, kim trắng, cọc số trắng. Dây dạng màu xám, khóa dây màu giống như titan, khóa rài thông minh. Gà lên gà xuống dễ đi, dễ mang. Đằng sau như thế này, Aurelia thương hiệu của Đức.
Giỏ đá, cái này size của lụa là của nam đeo nha, nữ mình muốn to mới đeo được, giúp em. Đó, full box như thế này hoặc mấy chú đeo là hết bài luôn á. 700 bữa nay xả vía còn 530.000 full box hộp. 530 độ mới cực cao, không cần phải nghĩ tới cái độ mới luôn. Mã chiếc này là V10. Lên cho em mã V11. V11 em lên một chiếc của nhà Fubo. Fubo niền tọa độ xoay được nha. Chiếc này là bản pin kim trôi, kim chronograph chạy kim trôi và kim chính là kim này. Bản 6 kim một góc lịch xéo. Size chiếc này là size 43 của nhà Fubo. Khóa gài thông minh dập hiệu. Đó, dập hiệu cả biểu tượng nè, rất là xịn nha, của nhà Fubo. Ở đằng sau nắp vặn ren chống nước Zenestit. Chống nước 100m cho em luôn. Đó, ba núm chỉnh cho em nha. Một góc lịch xéo, ba cái đồng hồ này là đồng màu xanh navy. Biểu tượng nằm ở ngoài, nằm ở giữa và tất cả các thông số nằm ở ngoài, kim có dạ quang. Đó, niền xoay, bản pin kim trôi 6 kim của nhà Fubo. Dây khóa đồ đẹp, vỏ đồ đẹp hết cho em. Của nam. Chiếc này em bán 900. 900 cho em bản pin kim trôi xịn sò. Bản kim trôi chronograph xịn sò 900. Mã chiếc này là V11. Lên cho em mã V12. Rồi V12 em lên cho mình một chiếc của nhà Unisex. Unisaver Renovo, máy Thụy Sĩ Swiss V8 hàng chính hãng cho em. Đẹp cực kỳ, mặt vàng kim vàng nhá. Size 30,8, bọc vàng, chiếc này mới cả chục triệu nè. Univer này không có rẻ đâu mọi người ơi, núm viên cho em hàng hiệu nè. Nắp sâu như thế này, Universal Renovar. Lúc đầu còn tưởng nó là đúc á. Đó. Da đà điểu và khóa là em thay nhá. Dán thanh mảnh, cực mảnh luôn. Cái độ mỏng nó chỉ có 0,5cm thôi. Lên tay như thế này cho em. Vỏ bọc vàng, tại vì dòng Univer này chỉ toàn bọc vàng thôi. Một là vàng đúc, hai là bọc vàng. Máy Thụy Sĩ V8 chính hãng xịn, máy cực kỳ xịn luôn. Univer mới cả chục triệu hơn nè. Rồi chiếc này cho em nhá, 900. 900 núm zin, máy zin, em chỉ thay dây và khóa thôi. 900.000 mới mười mấy triệu, con này không rẻ đâu, ai mà biết về đồng hồ là sẽ hiểu biết hiểu cái hiệu này như thế nào ha. Mã chiếc này là V12. Lên cho em mã V13. V13 em lên một chiếc của nhà này. Hàng nội địa, chống nước 3ITM, một góc lịch xéo. Đấy, số 4 số là lớn, còn lại là số nhỏ nha. Vừa cọc số tròn, vừa cọc số học trò, dễ nhìn giờ, dễ nhìn phút. Size 42 cả viền, giúp em, da đà điểu em thay. Khóa là khóa inox của bên đó về, không thấy dập. Vỏ thép nha. Vỏ thép cho em dạng kính mô cong hiện đại và cổ viên tẹt. Núm là núm tròn bi như thế này, nắp sâu mà dạng nắp tròn u lên như thế này luôn, vừa hiện đại vừa viên tẹt. Chống nước là 3ITM. Da đà điểu xanh xanh rêu mà dạng gọi là màu cực đẹp á. Hoặc là không thích có thể báo bên em đổi màu. Chiếc này bữa trước em bán 650, bữa nay em xả 500. Da đà điểu không hết 150 rồi. 500 nhá. Hàng nội địa máy xịn. Mã chiếc này là V13. Lên cho em mã V14. V14 em lên một chiếc của nhà. Của nhà nào đây? À, cái con bị vía này đi. Chiếc này là Nissan cho em nha, bản vàng hồng toàn thân. Và mặt của nó là màu mà mấy hôm nay mấy anh mà em lên Bow Smith màu này là không còn một con nào luôn.
Màu này là màu xanh thủy ánh tím, màu cực đẹp, màu cực phong thủy luôn, cực phải nói là lên tay là người ta chú tâm vào cái mặt này đầu tiên á. Đó, núm là núm xanh như thế này. Bình thường đi so nó chỉ có cái núm một cái dập bình thường thôi, con này nó làm dạng núm xanh luôn nè. Dáng vuông che mặt tròn nha, cọc kim vàng hồng, xoay ngang 26,3, dọc là 27,6. Khóa gài nè, núm khóa zin cho em nè, nắp sau nắp vặn ren chống nước nison, chống nước 100 m, vỏ vàng hồng, lên tay không đẹp cực kỳ luôn, sáng đẹp đó. Nison chính hãng, máy Miyota xịn của nhà Nhật, chiếc này của nữ, màu cực yêu thương, 500 cho em nha, 500 cho em, hàng chính hãng, vỏ vàng hồng, màu cực độc lạ luôn, không bao giờ về nhiều màu này đâu nha mọi người. Mã chiếc này là mã V14. Lên cho em mã V15. V15 em lên con cổ. Chiếc cổ Senko Fine Sportmatic dòng Deluxe Dai Shock 25 Jewel bản 2 ô lịch, lịch số lịch bên phải số này sẽ là dùng nút bấm cho em nha. Size cả viền là 37,7, bản dây lụa như thế này nhét vô nè. Dây lụa bên bển về dây vinh nè. Mình nhét vô đây giúp em nha, sau đó mình bấm lại là xong. Đeo nó sẽ dạng dấu dây bên trong, không có lòi dây. Rồi đằng sau cho em như thế này. Bản cá heo, bản con cá heo Senko, sử dụng 7619 99060 nè. Đó. Vỏ SS. Em xả cho mình chiếc này 900.000, hàng cổ, xả rẻ luôn. 900 cho em mã V15. V16 em lên cho mình một chiếc của nhà chiếc này nha. Mắt da cốt bé xíu xìu xìu luôn, vàng hồng sang chảnh, nó nhỏ xíu quá mọi người nè, em để gì mọi người hiểu rồi, để cái ngón tay của em vô nè, để cái móng tay nè, nó bằng cái móng nè đó, nó bé vậy á, ai mà thích bé nhờ, sang sang á. Size 14,2 nha. Đó, khóa bướm dạng giật ra hai bên cho em, vàng hồng đằng sau, mông vàng hồng, mắt da cốt chính hãng, máy bé tí, máy vàng ươm, bộ máy đẳng cấp nè. Đó, đeo lên mọi người thấy không, nhìn tay nó thon không, nó sang mà nó trắng nữa, như một chiếc lắc mà nhỏ xíu thì siêu dễ thương cực kỳ luôn. Em xả 600, 600.000 cho em, vỏ vàng hồng, mắt da cốt chính hãng, máy cực VIP và sử dụng pin cực đắt, pin cực xịn, em thay pin xịn cho mình á. Mã chiếc này là mã V16. Rồi lên cho em V17. V17 em lên chiếc này, chiếc này là của nhà Rado. Rado vỏ đá, kính tràng viền thủy trắng, một góc lịch 3 giờ, máy Thụy Sĩ cho em, chính hãng của nhà Rado nhé. Xoay ngang là 29,8 là 30, dọc là 33,7. Đấy, vỏ cái phần ở trên này là dạng tràng viền ra ngoài đây như thế này. Rồi đằng sau như thế này cho em luôn, số series đầy đủ nha. Nó là Rado Water Shilep gì đây nè. Đó, núm là núm zin mỏ neo của nhà Rado. Chỉ có dây và khóa là em thay mình bộ dây cá sấu và khóa là em thay. Rado chính hãng, có lịch rốc 3 giờ, dáng vuông bự này, nam đeo hoặc mấy chú đeo hoặc mấy chị thích to đeo nhá. Rồi chiếc Rado này cho em luôn, dây em thay 1,1 triệu. 1,1 triệu cho em nha. Nếu mà nó là dây zin thì nó phải là 1,6 triệu 7. Chiếc này 1,1 triệu cho em, máy zin, pin xịn em thay. Đó, và da cá sấu em thay, là bộ dây không hết đường 100 mấy 200 ngàn rồi nè.
Mã chiếc này là V17. Lên cho em mã V18. V18 em lên một chiếc của nhà Folie for Life, vỏ vàng hồng nữa nha. Con này vỏ cực mới, vỏ bóng óng ánh luôn nè. Vỏ mới cực kỳ và đá cũng mới luôn. Đây, con này là máy siêu mới, đá siêu mới, vỏ mới luôn nha mọi người. Đeo rất là đẹp, sáng. Size ngang là 20, dọc là 26,7, luôn càng là 33. Dạng oval, thép vàng hồng sáng cực kỳ. Mặt bên trong như thế này nè. Đó. Kim vàng hồng, cọc vàng hồng. Đó. Ở đằng sau full hiệu cho em. Senesis model nè, full hiệu. Con này sáng. Con này độ mới cực cao. Nên yên tâm về độ mới, dây dài luôn, trắng tay. Đó, 650 em xả 500 chiếc này, máy vàng. Chính hãng Folie for Life, chỉ xài xoàng thôi nha. 500 cho em, mã chiếc này là mã V18. Lên cho em mã V19. V19 em lên một chiếc của nhà Coru hiệu. Coru hiệu Italy Ý. Đó, bản cơ automatic nha, dây là dây silicon thể thao. Size 45,8 cả viền. Size 46 á. Ở đằng sau lộ máy như thế này của nhà Coru hiệu Ý, còn nguyên tem chưa bóc. Senesis số seri đầy đủ, chống nước là 3 ATM. Còn nguyên cái tem chưa xé nha. Đây là núm vặn cổ chai. Núm vặn cổ chai cho em, mặt hai lòng ở trong dạng lòng chảo. Đó, cọc số là cọc số nổi cho em như thế này. Ở giữa là hoa văn zig zag nha. Vỏ thép, dây silicon chống thấm mồ hôi, chống thấm nước. Khóa zin dập hiệu của nhà Coru Ý. Cái này là núm vặn cổ chai, vặn ra xong rồi vừa rút vừa chỉnh giờ. Sau đó ấn lại và lên cót giúp em, cơ automatic có hỗ trợ cót tay. Đó, em xả vía con mình, con này 1,2 triệu. Em xả 1,2 triệu nhé. Giá gốc 1,4 triệu, 1,5 triệu lận á. 1,2 triệu con cơ này cho em nha. Quá bèo bọt mây trôi. Mã chiếc này là V19. Lên cho em mã V20. V20 em lên một chiếc của nhà lụa. Lụa vỏ vàng ươm của nhà Erin. Lụa vàng ươm của nhà Erin, cọc kim vàng. Size 30, dọc là 32,4, khóa gài thông minh. Dập hiệu Erin, tay nào cũng vừa. Nắp sau như thế này. Đó. Lụa bọc vàng toàn thân. Đẹp ha. Cái này size nam đeo nè, nữ mình thích to mình đeo được. Nữ đeo lên nhìn như vậy nè. Đó, hoặc là này mấy chú đeo là má la đó. Erin cho em 700 xả còn 430.000. Quá rẻ. 430 cho em. Mã chiếc này là mã V20. Lên cho em mã V21. V21 em lên một chiếc của nhà năng lượng mặt trời, không cần phải tốn tiền pin hàng năm, của nhà Citizen Excel Eco Driver năng lượng nha. Tổng cộng 6 góc của nó là sử dụng cọc số la mã, còn lại cọc số gạch mặt hai lòng. Size chiếc này là size 34,2. Đây là dòng Excel phân khúc cao của nhà Citizen. Khóa zin dập hiệu luôn, dây dạng dây đúc. Ở đằng sau như thế này cho em nha. Đó. Của nhà Citizen, thép đúc dạng thanh mảnh, đúc như thế này mặt hai lòng. Năng lượng không cần phải tốn tiền pin hàng năm, bữa giờ không sạc vẫn chạy đúng giờ, pin cực tốt. Xả cho mình 470k. 470 cho em mã V21. V22. V22 em lên một chiếc của nhà đá. Tép nốt vỏ đá tung ten là đá mắc tiền hơn cả ceramic luôn á.
Kính sapphire cho em đính một viên kim cương góc 12 giờ, mặt dạng vỏ trứng đá nè. Dây tung ten đẹp cực kỳ luôn, ở đằng sau như thế này dập hiệu. Màu rất đẹp nha, đeo ống ma ống mánh nè. Size chiếc này là 33,4 ngang, dọc là 35,4. Từ mặt viền dây đến tất cả luôn đều bằng đá tung ten, có một góc ô lịch lọc cho em. Nắp sau như thế này, kính sapphire Rista. Chống nước bay tê em nha. Đẹp chưa? Dây dài cực luôn mà bóng lừ lừ, đeo mát lạnh mà còn không chày nữa. Giá 950, bữa nay em xả 800 chiếc này luôn. Đẹp má la chiếc này 800. Mã chiếc này là mã V22. Lên cho em mã V23. V23 em xả con bâu Smith nè. Giật cực kỳ bụi luôn. Dạng dây da bò sáp may viền mà tán đinh trên dưới màu đồng nè. Hoặc mình không thích dây này, báo bên em đổi dây ha. Dáng vuông mặt tròn cho em. Tổng cộng 4 góc là cọc số hộp trò, còn lại cọc số gạch mặt hai lòng. Bản thép đúc, dáng vuông mặt tròn, rất là đẹp. Bâu Smith hiệu Anh, size ngang 375, dọc 397 của nam. Dây và khóa là em thay, đằng sau như thế này, nắp vặn ren chống nước. Japan Morven Senestit cho em luôn. Rất là bụi, không thích dây này có thể báo bên em đổi dây vô tư, hiệu Anh. Rồi em xả cho mình còn 580 ngàn. 700 xả còn 580 ngàn. Mã chiếc này là V23. Rồi lên cho em mã V24. Em lên một chiếc của nhà này. Đây, chiếc này là Annie Glack nè. Đây là dòng diamond và mix với lại đá ceramic nha. Size 26 cho em luôn. Mặt khảm trai. Khảm trai màu dạng màu ngọc trai đen á. Ở đằng sau như thế này, ceramic senestit chống nước bay tê em. Xung quanh là bằng thép nhưng mà ở giữa đây là bằng đá nè. Viền là viền đính xoàn nè. Đây mình ở trong đây ceramic nè. Lên tay cho em chiếc này. Đó, đẹp cực. 700 em xả 500. Bản đây mình khảm trai đá ceramic. 500 cho em mã chiếc này là mã V24. Lên cho em mã V25. V25 em có con này nữa nè. Trời ơi, nó vía nặng nề luôn con này. Con này là con Aramid bản 6 kim, máy nhật xịn, một góc lịch xéo, bản thép đúc, viền đồ mi, cọc kim vàng, vị trí ở 12 giờ làm la mã cho em. Ba núm vàng, đằng sau nắp vặn ren chống nước. Dòng Chronograph Senesis The Ben Morven chống nước 5 ATM. Size chiếc này là 38. Size 38 cho em da đà điểu và khóa bướm là em thay. Bộ này hết 300 ngàn rồi. Mà em xả con này có 600 mấy hay gì á. Bữa nay xả luôn 590 ngàn. Bộ dây này hết nhiêu rồi, 300 rồi. 6 kim đàng hoàng nha. 590 ngàn cho em. Mã chiếc này là V25. Lên cho em mã V26. V26 em lên chiếc này. Chiếc này của nhà Nevada. Nevada một góc lịch 3 giờ, bản đính kim cương 3 kim, hiệu Pháp. Size ngang của Nevada là size 25,7 nè. Đó, dán dây nè, đẹp cực kỳ luôn. Ở đằng sau cho em như thế này. Đó, Richard Swiss Zealand Stainless Tip nè. Bản đính xoàn siêu sáng luôn. Xoàn của nó phải nói sáng cực. Đẹp chưa? Em xả 500 luôn chiếc này, bản đính xoàn Nevada hiệu. 500 cho em nha, và mã V26. Lên cho em mã V27. V27 em lên chiếc này. Đây, dòng
Tribrin nè. Sonorap chống nước 100m, một gốc lịch 3 giờ bản 6 kim. Kim lộc lá đuôi đỏ đàng hoàng nha mọi người ơi. Kim này kim dây chính nha. Rất là đẹp luôn, ba núm chỉnh ở đây. Cái núm zin nó có chữ Z luôn nè, hàng chính hãng của nó luôn nè. Và cái bản này là dạng bản giống như là hột vịt, hột gà gì á, ôm bầu xuống á. Sai ngang 38,9, dọc là 37,7. Còn luôn cả từ đây đến đây càng nè là 45,9 nha. Khóa gài thông minh bản dây đúc, nắp vặn ren chống nước zip ring nè. Stainless steel chống nước 10 ATM nha. Mặt bên trong dạng hoa văn carbon rất là đẹp luôn, dạng xếp lại á. Đó. Rồi chiếc này em xả luôn 550. Xả 550, giá gốc 750. Mã chiếc này là mã V. V27. Lên cho em mã V28. V28 em lên chiếc này DW nha. Nguyên siêu chưa bóc nè. Ở đằng sau cũng vậy luôn, bản classic dây lụa. Dây lụa cho em, khóa zin dập hiệu, khóa gài thông minh nguyên táp, vỏ vàng hồng, cọc kim vàng hồng, size 32. Lên tay cho em nè. Đó, DW chính hãng, máy vàng của nữ, đeo size 32 hiếm lắm nha mọi người. Em xả luôn chiếc này 520. Hàng new nguyên táp này, em xả bằng hàng xài rồi luôn. 520 cho em. Mã chiếc này là mã V. V nhiêu quên nè. V28. Lên cho em mã V29. V29 em lên chiếc đá này của nhà Cavalli New York, hiệu của Mỹ nha. Dạng lục lăng, xung quanh lục lăng cho em, đá màu trắng nè, 6 kim, lọc kim lọc lá. Sai ngang 36, dọc là 35,4, luôn càng nha là 43. Rất là đẹp luôn cho em, bản đá mà đeo mát lạnh, khóa zin dập hiệu Cavalli New York. Ở đằng sau cho em bắt ốc như này. Đó, đây là dòng của Blue Lova nè. Design của Mỹ bởi cái hãng Blue Lova, được cái hiệu Cavalli New York. Hàng xịn sò, hàng thương hiệu, hàng chuẩn nha. Đó, bắt ốc như này cho em luôn, đeo mát lạnh và không chày. Đẹp chưa? 800 em xả còn 600. 600 ngàn cho em con thương hiệu của nhà Lulova. Mã chiếc này là mã V. Tự nhiên quên ngang không. V29 cho em. Lên cho em mã V30. V30 em lên cho mình một chiếc của nhà này. Ây da, Folifolai đính xoàn cho em, dáng vuông, thanh mảnh, mà nó mảnh mà nó làm dây đúc nha mọi người, thế mới đẳng cấp nha. Cái dây nó, cái vỏ nó cũng rất là mảnh mà nó làm đúc nè. Đó. Rồi ở đằng sau cho em full hiệu Folifolai Senestit. Size vuông là 20,3, dọc là 20,3 luôn cho em. Lên tay nè, đeo mát lạnh chưa. Bản đính xoàn, đeo mắt lạnh luôn. 600 em xả còn 400. Của nhà Folifolai đính xoàn, đeo không nghe lời em, không bao giờ thất vọng. 400 cho em mã V31. Em nhầm nha. 400 cho em mã V30. Lên cho em mã V31. V31 em lên con năng lượng. Năng lượng Gigono Radio Hình Tron chống nước 100m, một gốc lịch 3 giờ, cọc số hộp trò, vỏ thép vàng cho em, size 37,5. Ở đằng sau như thế này, Solar.
Đó, ba núm chỉnh, chạy sóng radio hình tròn. Cái này em sẽ chỉnh lịch, chỉnh giờ ngày lại hết xong mới đi đơn nha mọi người. Vỏ bọc vàng, nước vàng siêu đậm, bóng lừ lừ và mới cực kỳ luôn. Dây viên tẹt em thay và khóa là em thay. Đấy, đẹp chưa? Kính là kính không có một vết chày luôn. Nắp sau như thế này. 750 em xả, chiếc này còn 600. 600 cho em mã V31. Lên cho em mã V32. V32 em lên một chiếc của nhà Decanewine dáng vuông. Dây là dây xanh rêu, xanh rong biển. Xanh rêu, xanh rong biển cho em nha. Decanewine hàng xịn nè, hàng thương hiệu đó, đi kiếm người yêu đó. Bản dây sỏ da đà điểu cho em. Dây sỏ nè, dây xanh rêu nè. Đẹp chưa? Da đà điểu cho em, nó sỏ qua như thế này rất là dễ tháo ra tháo vô luôn. Đây ở đằng sau như thế này cho em luôn, chống nước bay tê em nha. Hàng chính hãng, dáng vuông dài của nữ. Size ngang là 18, dọc là 27, luôn càng ôm phơm là 42, cái càng nó dài. Đó, nó càng, cái càng nó ôm phơm vậy nè. Lên tay là ôm phơm vậy cho em, hàng hiệu. Rồi, con này 800, hàng Thụy Sĩ, bữa nay em xả cho mình còn 580. Decanewine hàng hiệu nha, Thụy Sĩ. 580 cho em, mã chiếc này là V32. Lên cho em mã V33. V33 em lên chiếc này của nhà Senko nha. Cái lịch của nó nằm ở vị trí 12 nè. Ê, không phải lịch, lộn. Cái số vị, số 12 của nó nằm ở vị trí thượng nè, thấy không? Lạ không? Còn lại là cọc số chấm nè. Dây mạ vàng, dây lắc kê vàng nha. Khóa gà, dây gà lên gà xuống, tay nào cũng vừa. Nắp sau như thế này. Dạng lắc nhỏ nữ mà làm dạng lụa. Tay nào cũng vừa của nhà Senko, xịn đẹp cực. Rồi em xả 400 ngàn luôn, giá gốc 600. 400 cho em nha. Mã chiếc này là mã V33. Lên cho em mã V34. Lên cho em mã V34. V34 em lên chiếc này. Con bâu sweet, bâu heo quýt nè. Mặt khảm trai cho em, thương hiệu của Đức. Nguyên tát cho em luôn. Cái này là tát chính hãng của nhà bâu heo quýt. Có cái mỏ neo 7 màu luôn nha. Khóa zin cho em, khóa vàng hồng nè. Mở ra hai bên như thế này được luôn. Chưa xé siêu xài. Hàng chính hãng, kính sapphire, nắp sau nè. Còn nguyên tem chưa bóc. Đó, bóc ra là đẹp hết hồn luôn. Đó, biểu tượng gì có hình cô gái tóc dài xõa nè. Size 33. Chưa xé siêu trước, mặt khảm trai, kính sapphire, vỏ vàng hồng. Lên tay sang. Đó, xả 700k cho em. Mã chiếc này là mã V34. Lên cho em mã V35. V35 em lên chiếc này. Rose Fry gì đây nè. Cọc kim vàng nha. Đằng sau như thế này, dập bên Morven. Dây jean, khóa jean, dập hiệu. Dây dạng dây la nhung á. Dây dạng dây nhung cho em nha. Dây nha nhung á, nó có cái viền này nữa nè. Em xả chiếc này 400, 600 ngàn, xả còn 400, mã V35. Lên cho em mã V36. V36 em lên con Senko.
Senko góc lịch 3 giờ cho em nha. Kim trắng, cọc trắng, mặt trắng cho em nhà Senko. Size 35. Size 35 dây không biết zin hay không, không thấy dập hiệu. Nắp sau như thế này của nhà Senko. Đó. 400 ngàn cho em. 400. Mã chiếc này là mã V36. Lên cho em V37. V37 còn đôi giày. Đôi giày màu nâu cho em. Đẹp chưa? Nâu này nâu sáng. Đó. Nâu sáng cho em dạng cột dây. Mà cái này nó cột dạng như mình cột kiểu thôi mọi người. Nó cũng là dạng mọi á. Rồi ở dưới như vậy cho em nha. Để đung còn nguyên hết cho em như thế này. Đó. Size này size 42. Size 42 cho em nha. Xả 220 ngàn đi. 220 ngàn cho em. Mã chiếc này là mã V37. Lên cho em mã V38. V38 em lên đôi này. Đây. Dạng cục dây cho em made in Korea nè, về Hàn Quốc. Về Hàn Quốc gót này độn tầm 2 phân rưỡi 3 phân. Cái này size 270, size 270 là size nhiêu đây? Từ em search cái màu cái size ra cái. Size 43 nha, 270 là 43. Ghi đây luôn đi. Đó, 43 cho em cái đôi này nha. Đó, đôi này nó có hoa văn xung quanh nè, rất là đẹp luôn cho em. 200 ngàn, cái đôi giày Hàn Quốc này 200 ngàn. Mã V38, V39 tới cái đôi này cho em. Cái đôi này là dạng xỏ vô rồi thôi nha mọi người, không cần phải size 41. Không cần phải cột dây gì trơn á, gót tầm 2 phân rưỡi nha. Size 41 cho em. Hiệu trong này hiệu New York in American Korea. Đó, còn độ ok, độ mới hết cho em luôn. Cái đôi này em xả luôn 250. V39 lên cho em mã V40. V40 em lên đôi này. Đôi này size 415 hiệu Tendi nè. Dạng cục dây da thật nha, đây có hoa văn nè. Gót nó là gót gỗ nha mọi người, tầm 2 phân. Đó, size 415, 41 cũng đi được luôn. Rồi cái đôi này cho em, cái này 42 cũng đi được luôn. 230 ngàn. V39. Mã này là V40 cho em. Lên cho em mã V41. V41 em lên cái đôi này. Đôi này là size 40 nè mọi người ơi. Size 40 hàng hiệu nha. Mr. 2 gì đây nè. Da thật, dạng cục dây, gót tầm 3 phân. Đó, cái đôi này em xả 250. V41. V42. Tới cái đôi này. Đôi này em xả luôn 250 luôn. Đôi này nó có cái nẹp một bên đeo vậy nè ha, rất là dễ chịu luôn á. Size 41 made in Korea, về Hàn Quốc cho em luôn. Gót nó tầm 2 phân rưỡi. Đó. 250 cho em nha. V42. Rồi V43. Tới cái đôi này. Đôi này size 41, đế đung mới tinh luôn, còn nguyên. Size 41 có cái nẹp ở đây cho em nha. Cái giày này là giày Hàn Quốc nhưng mà gót
nó làm da là da dạng công nghiệp loại cao cấp á. Đó. Em xả đôi này 180. V43. Rồi V44 tới cái đôi này cho em. Đôi này size 41 nè. Dạng mội, có cái nẹp dạng mội nha. Đó, gót nó tầm 2 phân. Đeo mội có cái nẹp cho em đẹp ha. 250 cho em đi. 250 V44. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp.